Trong trận đấu gặp Nam Định ở vòng 19 V-League, tiền vệ Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai không thể góp mặt trong đội hình thi đấu do anh dính phải chấn thương từ trận đấu trước đó. Ở hàng phòng ngự, đội bóng này cũng mất đi sự phục vụ của Văn Thành. Cầu thủ này bị treo giò do đã phải nhận 3 thẻ vàng. Tấm băng đội trưởng của đội bóng Phú Núi trong chuyến hành quân lần này được trao lại cho Lương Xuân Trường. Ở trận đấu này, các học trò của huấn luyện viên Lee Ta-hun đã giành được 1 điểm trước đội bóng Thành Nam. Đây là trận đấu khá khó khăn của đội khách trên sân Thiên Trường khi phải chịu sức ép của gần 30.000 khán giả. Ngoài ra phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 3 của trận đấu khiến cho các cầu thủ áo trắng phải gồng mình nhiều hơn. Sự cố gắng ấy được đền đáp bởi 2 bàn thắng của Minh Vương và Philippe. Đáng tiếc, Hoàng Anh Gia Lai đã lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và để đội bóng chủ nhà gỡ hòa ở phút thứ 94 do công của Hạ Long. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuống hỏi thăm và động viên các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, trong đó có Tuấn Anh. Có lẽ thầy Park rất bất ngờ khi Tuấn Anh vắng mặt trong trận đấu này. Vì thế khi biết tin Tuấn Anh gặp chấn thương nhẹ, ông đã gửi 3 bịch sâm tới Tuấn Anh cùng với Văn Thanh và Hồng Duy để các cầu thủ này bồi bổ sức khỏe, sớm hồi phục chấn thương. Sâm là quốc bảo của xứ sở kim chi, có tác dụng trong việc giảm đau, tăng cường khả năng miễn dịch và chống viêm. Vì vậy tặng sâm cho các cầu thủ là hành động đầy ấm áp của huấn luyện viên người Hàn Quốc dành cho các học trò của mình. Chuyến dự khán lần này của thầy Park cũng như ban huấn luyện nhằm mục đích tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới, khi mà nhiều vị trí đang không có được sự ổn định. Đây cũng không phải là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo quan tâm và dành tình cảm như vậy với các học trò. Ông là người thường xuyên cập nhật tình hình của các cầu thủ, nhất là với những các học trò đang chấn thương. Trong những lần tập trung của đội U22 vừa qua tại PVF, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thường xuyên đến thăm các học trò đang điều trị tại đây. Khi thì là Xuân Mạnh, lúc thì là Văn Đức, khi thì là Hồng Duy và lúc thì lại là Duy Mạnh. Có thể nói từ khi đến Việt Nam làm việc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy ông không chỉ là một người có chuyên môn tốt mà còn là người thầy cực kỳ tâm huyết và tình cảm. Đó cũng là điều mà các cầu thủ Việt Nam cảm nhận rất rõ mỗi khi làm việc với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Và cũng chính vì thế mà mỗi khi ra sân, họ không chỉ chiến đấu cho đội tuyển, cho bản thân mà còn cho cả người thầy đáng kính của mình.